quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 FE đang chờ thay mới camera, máy ảnh tại di động cao cấp.vn. Khi mà camera máy ảnh của Samsung Galaxy Tab S7 FE bị rơi vỡ, lỗi hỏng, không chụp được hình, chụp hình mờ, chụp hình không lấy nét được, cần một địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn mọi loại linh kiện trên máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S7 FE. Nói chung, phụ trình thay thế sửa chữa vì các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship camera máy ảnh của Samsung Galaxy Tab S7 FE đến tận địa chỉ quý các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video Để di động cao cấp.vn, tìm cung cấp, cấp linh phụ kiện để thay thế sửa chữa Samsung Galaxy Tab S7 FE các lỗi phần cứng, phần mềm nói chung và hỏng lỗi liên quan đến camera máy ảnh nói riêng. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video Để di động cao cấp.vn.